mà Hí mới về lại Sài Gòn thôi, nhưng mà các bạn nhìn thấy, ý là Hí vừa nhận cái homestay của mình, nó rất là nó khác cực kỳ xa với so với thực tế này, các bạn nhìn tình hình nó khác xa lắm so với thực tế.